Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Kính thưa quý vị, cuối tuần qua, sinh hoạt cộng đồng có một số sinh hoạt ái hữu của các hội đoàn, trong đó có chương trình vinh danh Người lính Việt Nam Cộng Hòa và ra mắt An Lộc Foundation. Các hội ái hữu Quảng Nam Đà Nẵng, hội Quảng Ngãi tổ chức họp mặt ngoài trời với nội dung mang đậm nét địa phương. Chúng tôi sẽ lần lượt có những hình ảnh chi tiết các sinh hoạt này gửi đến quý vị, nhưng trước hết là những hình ảnh đậm nét cổ truyền dân tộc của Hội Tương tế Cố đô Huế với sinh hoạt thường niên Ngày nhớ Huế diễn ra vào Chủ nhật ngày 8 tháng 7 tại nhà hàng Phoenix Seafood. Hội trưởng đầu tiên khi thành lập Hội Tương tế Cố đô Huế là ông Lê Văn Hiệp đã qua đời tại Pháp và sau đó là cựu đại tá Trương Như Phùng làm hội trưởng nhiều năm qua. Huế được biết đến không chỉ là xứ sở đất thần kinh, Huế đẹp, Huế mộng, Huế thơ mà còn được người Việt tại hải ngoại biết đến nhiều với trận Mậu Thân năm 1968. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã đánh bật quân Bắc Việt với âm mưu tổng tấn công cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và nhất là trận thảm sát hàng ngàn người dân vô tội của Cộng sản Bắc Việt tại Huế. Trở lại với Ngày nhớ Huế năm nay tại nhà hàng Phoenix Seafood của Hội Tương tế Cố đô Huế đã diễn ra trang nghiêm với nghi thức cúng tế cổ truyền mang âm hưởng cung đình Huế. Ban tế lễ trong trang phục cổ truyền thực hiện cúng tế kèm theo tiếng chuông, tiếng trống tạo nên một không khí tế lễ đặc biệt và sắc thái riêng trong sinh hoạt Ngày nhớ Huế của hội. Kính thưa quý vị, Chủ nhật ngày 8 tháng 7 tại Hội trường Trung tâm Việt Mỹ trên đường Anton đã diễn ra chương trình vinh danh Người lính Việt Nam Cộng Hòa và lễ ra mắt An Lộc Foundation. Ban tổ chức cho biết có cho ra mắt CD Chiến thắng An Lộc 1972. Theo ban tổ chức thì đúng 40 năm sau ngày chiến thắng Bắc quân ở An Lộc ngày 7 tháng 7 năm 1972, một số quân nhân liên hệ tới trận An Lộc đã thành lập An Lộc Foundation, gọi tắt là ALF. Trong số này có cựu đại tá Phan Văn Huấn, cựu trung tá Nguyễn Ngọc Ánh và cựu thiếu tá Ngô Xuân Vinh. Theo lời của các thành viên cho biết thì mục đích chính của hội là chuyển dịch Anh ngữ tập sử liệu quan trọng dày hơn 800 trang Chiến thắng An Lộc 1972 để xuất bản thành sách bìa cứng rồi gửi biếu cho các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, các sử gia, các thư viện lớn, giới truyền thông quốc tế và Việt Nam, một số nhân vật liên hệ với cộng đồng Việt Nam, v.v. Cũng theo ban tổ chức, quyển Chiến thắng An Lộc 1972 là tập sử liệu đầy đủ nhất về trận chiến 93 ngày đêm tại thị trấn An Lộc giữa lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trú phòng, tăng phái và đạo quân Cộng sản Việt Nam đông đảo với đầy đủ xe tăng đại pháo. Cuối cùng, Cộng sản Việt Nam đã thảm bại nhục nhã trước sức kháng cự của quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Chủ biên quyển sử liệu này là cựu tỉnh trưởng tiểu khu trưởng Bình Tuy Nguyễn Ngọc Ánh, hiện định cư tại Austin, tiểu bang Texas. Mục đích khác của ALF là giúp đỡ phần nào các gia đình chiến sĩ và cô nhi quả phụ từng tham dự trận chiến An Lộc cùng đồng bào hiện sinh sống tại địa danh lịch sử thị trấn An Lộc. Quay lại buổi ra mắt An Lộc Foundation còn có chương trình văn nghệ chủ đề vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cái mục đích của cái buổi chúng tôi tổ chức hôm nay là vì
Hiện tại Cộng sản Việt Nam đang đội trắng thanh đen. Cái chiến thắng của chúng ta, quân lực Việt Nam Cộng hòa, họ giành của họ là không có được. Cho nên chúng tôi xin nói đây là một sự thật, một chiến thắng vinh quang của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Chúng tôi cần phải phổ biến và chúng tôi phải dịch ra Anh ngữ để cho các thế hệ sau biết được ý nghĩa và chiến thắng như thế nào trước công luận thế giới. Và xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, một sinh hoạt ái hữu nữa phải kể đến buổi picnic ngoài trời với ngày hội mì Quảng Festival diễn ra tại Bear Creek Park vào trưa Chủ nhật ngày 8 tháng 7. Đây là sinh hoạt thường niên của Hội Quảng Nam Đà Nẵng trong những năm gần đây mà theo ban tổ chức nhằm mục đích trong những ngày nóng bức của mùa hè Houston, những người con của vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng cùng thân hữu vui chơi ngoài trời, thưởng thức món mì Quảng đặc sản của xứ Quảng. Dịp này, ban tổ chức cũng chấm điểm cho các gian hàng mì Quảng và kết quả mang tính động viên là tất cả đều được đánh giá ngang bằng nhau. Nhắc đến Quảng Nam Đà Nẵng, chắc hẳn không ai không nghĩ ngay đến mì Quảng, món ăn đặc sản nổi danh của vùng đất này. Mì Quảng không giống như phở Bắc, cũng chẳng giống như bún bò Huế hay bún ốc Hà Nội. Mì Quảng có nhiều loại khác nhau, nào là mì gà, mì tôm, mì thịt, mì trứng, mì bò, mì sữa, mì cá lóc, v.v. Nhưng hương vị đặc trưng của nó thì không lẫn vào đâu được. Hòa quyện cùng cọng mì mềm mại là vị thanh ngọt và béo của nước hầm xương mà người dân địa phương vẫn hay gọi là nước lèo. Theo kinh nghiệm của người xưa, ăn mì Quảng phải ăn kèm với nhiều rau sống mới ngon. Nhưng rau sống đúng kiểu mì Quảng phải được kết hợp từ 9 loại rau như cải non mới nụ, xà lách tươi, húng, quế, giá trắng có thể được trụng chín hoặc để sống rau dăm, ngò rí với hành hoa thái nhỏ, trộn lẫn với chuối bắp sắc mỏng cùng với vị cay của ớt xanh chỉ có ở vùng đất này. Tất cả trộn lẫn tạo nên mùi vị đậm đà khó quên. Đặc biệt, thành phần không thể thiếu của mì Quảng là đậu phụng rang và bánh tráng mè nướng giòn. Vị thơm của đậu phụng rang và giòn của bánh tráng sẽ làm tăng thêm ý vị cho món ăn đặc sản này. Trở lại với buổi sinh hoạt ngoài trời, tuy thời tiết có mưa, nhưng đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng đã có buổi sinh hoạt vui vẻ với những tiết mục văn nghệ, trò chuyện, thưởng thức mì Quảng đậm tình quê hương xứ sở miền Trung tại thành phố Houston. Chúng ta thưởng thức cái món mì Quảng bây giờ ở đây, nó không có phản ánh đúng như cái mì Quảng chân chất của chúng tôi ở khi còn quê nhà. Tức là nếu là một tô mì Quảng mà như nhà quê như tôi Đà Lộc á, thì cái sợi mì đó phải do cái chủ nhân đó người ta tráng ở trên một cái dĩ, đồng thời bằng cái gạo một của những cái cánh đồng mà không có cái chất hóa học. Đồng thời thêm vào đó nữa là cái nước nhân á, thì người ta tác ao lấy những con cá lóc lên, và những cái con cá lóc đó là hoàn toàn là thiên nhiên, cho nên cái nước nhân cũng ngon. Cũng như thêm vào đó là rau hoặc là đậu phụng hoặc là này kia là chính cái dân tại địa phương người ta làm. Cho nên cái thực sự ra thì nó mì Quảng để mà nghĩ đến quê hương thôi, chứ thực sự ra nó cũng không phản ánh đúng với cái mì Quảng chân chất của chúng tôi khi ở quê nhà. Dạ vâng, thưa quý vị, thì dù đi ở đâu thì người Việt Nam chúng ta vẫn nhớ tới quê hương, và mỗi tỉnh đều giữ lại cái sắc thái, cái đặc sản riêng của mình cũng như những cái sắc thái riêng của cái tỉnh nhà, thì đó là một điều đáng quý ở người Việt Nam. Và Hội Quảng Hương, Hội Ái Hữu Quảng Nam Đà Nẵng hôm nay cũng như mọi năm đã tổ chức một buổi mì Quảng Festival rất là ngon, và chúng tôi cũng kính chúc cho hội luôn lúc nào cũng được vui vẻ và hàng năm cứ tổ chức như vậy để mà duy trì cái truyền thống và cái tục lệ của cái người xứ Quảng. Kính thưa quý vị, cách địa điểm sinh hoạt của Hội Quảng Nam Đà Nẵng không xa bao nhiêu. Cũng tại Pear Creek Park, Hội Ái Hữu Quảng Ngãi cũng đã có buổi họp mặt và ẩm thực cũng đậm nét quê hương không kém với những món ăn miền quê, miền Trung, mía đường này. Món ăn bánh đúc được đánh giá rất ngon đã được đồng hương Quảng Ngãi của vùng đất sông Trà Khúc làm thiết đãi đồng hương. Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon hương vị của mắm nêm đặc biệt của xứ miền Trung cùng với cây nồng của ớt và hành phi hòa quyện với chất bột gạo xay nhuyễn nấu chín với tên gọi thân quen bánh đúc. Bánh đúc là thức ăn dân dã rất quen thuộc với mọi người, từ làng quê đến thành thị, ba miền đều có bánh đúc, nhưng hương vị mỗi vùng miền khác nhau, mà người dân xứ Quảng Ngãi tự hào là bánh đúc của xứ này có một hương vị đặc biệt được nhiều người thích. Tại buổi picnic của Hội Quảng Ngãi, có người cho biết phải thức đêm để chuẩn bị, và nhất là món thịt dê nướng để kịp cho sáng hôm sau, sẵn sàng cho buổi sinh hoạt picnic của hội. Đồng hương hai vùng đất này có dịp giao lưu, thưởng thức đặc sản của hai bên.
ông hội trưởng Quảng Nam Đà Nẵng đã mang tặng cho hội trưởng Quảng Ngãi 2 tô mì Quảng, đã tạo nên không khí giao lưu vui vẻ đậm tình quê hương. Tôi là người tái hóa hội trưởng của Quảng Nam Đà Nẵng. Thì cũng như tinh thần ngày này của hội tôi là mì Quảng Festival, cho nên buổi sáng tôi cũng nhận được khi nói là hội có Quảng Ngãi có giao lưu với hội, cho nên tôi cũng bưng ít mì Quảng qua để giao lưu lại. Trong tinh thần đó thì mình thích cả chúng ta cũng gần nhau thôi, cho nên thì trong tinh thần thì cũng chào mừng hội đã tổ chức với tích cho hội sở tử không có gì hết, làm việc cho đồng hương gặp nhau trong những ngày này, hầu cho các em bé nó chơi để chuẩn bị cái buổi học tới. Tôi xin cảm ơn hội của tất cả quý đồng hương. Chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thái Quá, và nhân dịp đến đây chúng tôi cũng chân thành cảm ơn đài VTV đã đến đây để thu hình và chuyển tải những hình ảnh sinh hoạt của hội Ái hữu Quảng Nam Đà Nẵng cũng như hội Ái hữu Quảng Ngãi ở mùa hè, để cho các em có dịp tham gia với các bậc phụ huynh trong tinh thần rất là mạnh mẽ, và để các em có một mùa hè thật là vui tươi. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Hưng Yên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày an vui.